Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản, có cách cầu kỳ và có cách cần cả sự kiên trì. Những gì dễ dàng có được mà không phải vất vả chẳng thể tồn tại trên thế gian này. Gặp người may mắn cho ta thêm may mắn, có thật sự như vậy không? Hãy gặp gỡ những người may mắn, những người vui vẻ, những người có lối sống tích cực. Những người này ở họ toát lên năng lượng tốt. Thần thái của họ ai nhìn vào cũng cảm thán. Chính những trạng thái tích cực này có thể lan tỏa đến những người xung quanh. Đó chính là những người bạn muốn gặp để thay đổi vận hạn. Khi ở gần họ, nghe những lời khuyên của họ cũng có thể khiến bạn thêm năng lượng. Chính vì thế mới có câu lên tinh thần. Thần là siêu việt, lên tinh thần tức là cảm xúc của bạn vượt xa mức bình thường. Trong đó, cảm xúc của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, tư duy của bạn và đặc biệt những người thường xuyên bên cạnh bạn. Giả dụ bạn ở cùng vợ chồng cha mẹ, trong số họ, những người này thường xuyên cáu gắt, tính tình nóng nảy. Lẽ dĩ nhiên bạn sẽ ảnh hưởng khí trường tiêu cực từ họ. Trừ khi bạn có năng lượng yêu thương cực mạnh mới có thể thay đổi, không bị thấm nhiễm bởi những người bên cạnh thường xuyên cáu gắt. Nói cách khác, để tự cứu mình, để tự độ cho những người bên cạnh có tính tình nóng nảy, bước đầu tiên bạn phải tìm đến những nơi, những người có tâm tính thiện lành, nghe lời thiện lành, tái tạo cho mình cảm xúc tốt lành, từ đó dần dần thay đổi vận may. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận? Cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra độc tố. Điều này tương tự các nhà khoa học đã thử nghiệm. 2 ly nước, 1 ly nghe nhạc êm dịu, 1 ly nghe nhạc kích động. Sự giận dữ không chỉ làm tổn hại đến cơ thể, đến tinh thần và xua tan đi vận may của bạn. Một cô gái đi xin việc vì khó chịu với bảo vệ ở cổng, khi vào thang máy thiếu sự lễ phép, cô ta không biết mình đang đi thang máy cùng với vị sếp. Trong cuộc phỏng vấn sau đó đã thất bại vì trong lòng còn khó chịu việc lúc nãy. Mặc dù cô ta đã cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng thần thái và cách trình bày của cô không thuyết phục. Khi bạn giận dữ, khi bạn cáu gắt, mọi hành động tiếp theo của bạn đều có thể là tai họa. Tự mình đạp đổ đi những thành quả, tự mình xua đuổi những vận may. Và đặc biệt lúc ấy gương mặt của bạn rất đáng sợ, rất khó xem. Bạn hãy thử quay lại video lúc mình giận dữ. Hãy thử soi gương lại lúc ấy. Đó không phải là con người của bạn. Đó là một phiên bản khác hoàn toàn bạn. Điều tệ hơn, nếu ai đó thường xuyên nóng giận, thường xuyên cáu gắt, sản sinh ra khí trường hắc ám, không khí ảm đạm cho những người sống bên cạnh. Không khéo, những người này sẽ ảnh hưởng sự tiêu cực. Vậy làm cách nào để không còn phải nóng giận? Mời các bạn xem lại video trước video này và tập ngồi thiền mỗi ngày chừng 10 phút. Chỉ đơn giản như vậy, bạn sẽ gia tăng cơ hội may mắn trong cuộc sống. Sinh thần bát tự của bạn không có tài khố. Bạn kinh doanh kiểu gì, kinh doanh ra sao vẫn là lỗ, hoàn toàn không có lãi. Bạn cho rằng mình là người kém may mắn, nói theo dân gian gọi là số con rệp. Sinh thần bát tự của bạn không có tài khố, bạn giành giật hay tranh đoạt của ai đó, bạn cũng không có. Nếu giành giật mà có được thì bát tự của bạn có sẵn một ít tài khố, nhưng vì tranh đoạt tổn giảm 8-9 phần. Từ bây giờ hãy làm việc tốt để có được may mắn. Có người biện luận, tôi làm gì cũng xui xẻo, tiền lại không có, sao có thể làm việc tốt? Chính vì suy nghĩ mình xui xẻo khiến bạn thêm xui xẻo. Nghĩ mình khổ thì cho phép cái khổ vô hình đó như một gánh nặng. Chính vì không có tiền thì càng phải tu pháp bố thí tài. Không có tài thì bố thí vô ý. Có lòng yêu thương giúp đỡ mọi người, nói lời thiện lành, không sát sanh, kêu gọi mọi người cùng làm thiện nguyện,
Tóm lại, những việc có lợi cho chúng sanh được gọi là bố thí. Làm việc tốt, bạn gia tăng vận may của chính mình. Không nhiều thì ít, tùy thuộc vào phước báo tiền kiếp của bạn. Nói cách khác, bạn muốn ăn quả nào, bạn phải gieo trồng hạt ấy. Có cây vài tháng có trái, có cây chờ vài năm có quả. Dân gian gọi đó là nhân quả. Nhưng hãy nhớ, làm việc tốt không nên khoe khoang. Bạn làm một ít việc tốt mà lại khoe khoang sẽ tổn giảm phước báo. Bạn đã nghe qua câu thi ân bất cầu báo, làm điều tốt càng ít người biết càng tốt. Mỗi khi ai đó làm điều bất thiện, họ thường giấu kín, ôm giữ trong lòng điều không tốt, chẳng phải là nghiệp chồng nghiệp. Tại sao giữ thứ không tốt trong lòng? Ngược lại, nếu bạn làm điều thiện mà bạn lại khoe khoang, những việc tốt này nhanh chóng bốc hơi, thay vì giữ lại trong lòng mình. Nguy hiểm nhất, bạn làm việc tốt mà bạn khoe khoang dễ sinh đố kỵ. Có đố kỵ sẽ có chướng ngại, không vượt qua được chướng ngại sẽ khó tiếp tục làm việc tốt. Vì thế, làm việc tốt đừng nên khoe khoang. Con người có thể không cần tôn giáo, nhưng tâm thức nên chứa tôn giáo. Tâm thức của bạn nên hướng về một vị bảo hộ. Ví dụ, người theo Công giáo hướng về Chúa, người theo Phật giáo hướng về Phật. Khi ta còn trẻ, con người thường không tin vào bất cứ điều gì, không tin vào thế lực siêu nhiên nào, nhất là những người chấp trước. Họ chấp tướng vào vạn vật, họ chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Giả dụ khi bên cạnh bạn có một người cực đoan với tâm linh hay là tín ngưỡng, bạn không nên khuyên nhủ họ vì họ chưa đủ duyên để khởi tâm. Đến giai đoạn sau trung niên, những hiện tượng không thể lý giải và cả những thất bại đều là tín hiệu đáng mừng, là giai đoạn để chuyển hóa, để con người bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh. Giai đoạn sau trung niên, con người dễ ngộ ra rằng có những việc không thấy chưa chắc đã không xảy ra. Ví dụ, mắt con người không thể thấy nào những từ trường ánh sáng quá thấp hoặc quá cao, hay cùng một hình dạng, cùng một màu sắc nhưng tốc độ xoay và ánh sáng khác nhau cho ra kết quả khác nhau về nhận thức của nhãn cầu. Khi con người có niềm tin về tôn giáo, tinh tấn tu tập, nhục nhãn sẽ chuyển hóa thành tuệ nhãn. Cũng con mắt trần ấy, nhưng nhìn sự việc thấu đáo hơn trước kia. Người có đức tin là người may mắn. Trong những lúc tinh thần suy sụp, trong thời khắc mà bạn không thể tin vào chính bản thân mình, nhưng kỳ lạ thay, vào lúc này chỉ có niềm tin tín ngưỡng là bất diệt. Bạn cầu nguyện vị thần của bạn phù hộ giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Vì thế đa phần người thành công sớm là người có đức tin sớm. Không ít các vị gia chủ trẻ tuổi nổi tiếng đã từng trò chuyện về tín ngưỡng với Khải Toàn. Họ cho rằng nhờ vào niềm tin tôn giáo, nhờ vào đó họ thêm nhiều động lực. Nếu bạn là người có đức tin, bạn rất dễ áp dụng phương pháp cầu nguyện mỗi ngày, có thể vào sáng sớm và mỗi tối trước khi đi ngủ hay bất kỳ thời gian nào khi bạn cần thêm năng lượng tích cực. Vì sao phải cầu nguyện? Thân lực khỏe thông qua ăn uống sinh hoạt chuẩn mực, tâm lực vững mạnh thông qua ý chí của mỗi con người. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, 25% bệnh tật do ăn uống, 25% do cơ thể và môi trường sống, 50% còn lại do tâm lý tác động. Giả dụ khi bạn ăn cơm, vẫn món ăn ấy, tại nơi này nhưng lúc vui ăn ngon hơn, lúc buồn thì chẳng muốn ăn. Cầu là muốn, nguyện là phát tâm, cầu nguyện là phát tâm mong muốn thực hiện được việc tốt lành nào đó. Có người hỏi thế cầu nguyện ra sao? Điều này không có văn tự chuẩn mực, thành tâm là chính. Khải Toàn xin phép khuyến nghị 3 bước chính cho một buổi cầu nguyện. Thứ nhất là cảm ơn. Ví dụ cảm ơn ơn trên, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật đã cho bạn được tái sinh, cho bạn được bữa ăn, cho bạn được giấc ngủ, cho bạn những mối nhân duyên trong kiếp sống hiện tại.
Bước thứ nhất, tỏ lòng biết ơn. Người biết ơn là người có lòng bác ái và cũng là người tin vào nhân quả. Thứ hai, nguyện cho an lành đến với chúng sanh. Nguyện đơn giản thì nguyện cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái. Nếu bạn có lòng Bồ Tát, bạn sẽ nguyện cho mọi loài. Thậm chí đến một giai đoạn nào đó giác ngộ, bạn nguyện cho những người trước đây đã làm tổn thương bạn, vì nhờ họ mới có được sự vững chãi này. Ý nghĩa của bước thứ hai này là cho đi. Người biết cho đi là người giàu có, là người có phước huệ. Thứ ba, bạn cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho mình đạt được những thành tựu ngắn hạn hoặc dài hạn. Ví dụ như thi đỗ đại học, được thăng chức, kêu gọi nhiều người cùng làm thiện nguyện. Nếu mỗi sáng hoặc mỗi tối bạn tĩnh tọa hoặc đứng trước bàn thờ, bạn thực hiện được 3 điều cầu nguyện trên, bạn sẽ gia tăng cho mình một sức mạnh tâm lực đáng kể, điều mà không một ai có thể làm giúp bạn. Nếu mỗi ngày bạn cần tắm, cần ăn, cần ngủ, điện thoại cần sạc pin, thì việc bạn cầu nguyện ngày qua ngày sẽ cho bạn một trạng thái tinh thần phấn khởi. Thậm chí bạn tự tạo cho mình một loại kháng thể trước những sự việc tiêu cực. Và chắc chắn sẽ có điều kỳ diệu xảy ra sau một thời gian bạn tinh tấn cầu nguyện. Bạn sẽ đạt được những ước nguyện trước đây. Bạn sẽ gia tăng vận may đáng kể. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản, có cách cầu kỳ và cần cả sự kiên trì. Bạn nên biết những thứ dễ dàng có được mà không phải vất vả chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ 5 việc nhỏ mỗi sáng cho năng lượng mỗi ngày. Tâm trạng mỗi sáng sau khi thức dậy là yếu tố quyết định cảm xúc của cả ngày. 5 việc mỗi sáng cho bạn mỗi ngày mới tràn đầy năng lượng. Điều mà không ai có thể làm được cho bạn. Ví dụ thứ nhất, chọn hướng xuống giường. Bước này theo phương pháp phong thủy thì các bước sau thiên về khoa học, như rửa mặt bằng nước lạnh, vận động cơ thể. Bước thứ nhất, bước chân xuống giường nên chọn hướng. Nếu bạn sinh mùa xuân dư mộc thiếu kim, mặt nên hướng về hướng tây hoặc hướng tây bắc. Nếu bạn sinh mùa hè dư hỏa thiếu thủy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng nhà tắm. Nếu bạn sinh mùa thu dư kim thiếu mộc, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam. Nếu bạn sinh mùa đông dư thủy thiếu hỏa, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Bước thứ nhất này giúp bạn hấp thụ đúng loại năng lượng sinh thần bát tự của bạn khuyết. Nếu chưa quen, có thể đặt một đôi dép, đặt một cái ghế để mỗi sáng bước xuống theo thói quen mới. Bước thứ hai, rửa mặt bằng nước lạnh. Hành động này giúp xe khích lỗ chân lông, rất tốt cho cơ mặt. Nếu bạn rửa mặt thường xuyên bằng nước lạnh, kết hợp vài động tác massage nhẹ nhàng lên làn da khi rửa mặt, giúp hạn chế tuyến bã nhờn tiết dầu. Da mặt của bạn sẽ mịn màng hơn, săn chắc hơn và trông trẻ đẹp hơn. Bước thứ ba, vận động cơ thể. Bạn nên có vài động tác thể dục đơn giản cho chân, tay, cho toàn thân, giúp giãn gân cốt. Nếu có sức khỏe, có thể gập bụng, hít đất, hít xà. Như lời bài hát, muốn trẻ đẹp thì hãy tập thể thao. Ngoài ra trong lúc tắm gội, bạn có thể massage toàn thân, từ hai vai, cánh tay, cơ ngực, eo, đùi, và lấy khăn tắm massage ở lưng, giúp từng tế bào lưu thông khí huyết. Đây là những bước đơn giản giúp bảo dưỡng cơ thể cho thể chất của bạn để tiếp tục cày cuốc trả nợ đời. Bước thứ tư của mỗi sáng, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hít thở vài hơi thật sâu thật chậm. Chừng vài phút sau, hãy hít thở một hơi thật sâu bằng mũi và thở mạnh ra bằng miệng. Hành động này gọi là tống uế khí. Tống uế khí trong buồng phổi của bạn. Tiếp theo, hãy lấy hai bàn tay úp vào hai lỗ tai, dùng hai ngón trỏ gõ vào gáy của bạn. Gõ tầm 20 lần, bạn sẽ nghe tiếng tung tung. Hành động này giúp đả thông kinh mạch ở gáy, giảm ù tay, tăng trí nhớ. Bạn có thể áp dụng bước thứ tư này với buổi cầu nguyện,
mời các bạn xem lại video cầu nguyện trong kênh của Khải Toàn. Bước thứ 5, sau khi vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất xong, trước khi rời khỏi nhà, hãy đứng trước bàn thờ vái lại. Bất luận là bàn thờ gia tiên, bàn thờ Chúa, bàn thờ Phật, tâm của bạn khởi ý niệm, khởi ý thiện, mong người người được an lạc, mong cho bản thân bạn có được tấm lòng như Phật. Sau đó gõ ba hồi chuông. Nếu bạn sinh mùa xuân hè thiếu kim, hãy gõ vào tiếng chuông đồng. Âm thanh của kim loại này trợ kim giúp bạn may mắn. Nếu bạn sinh mùa thu đông thiếu mộc, hãy gõ vào cái mỏ mộc. Âm thanh gỗ này trợ mộc giúp bạn thêm may mắn. Khải Toàn vừa chia sẻ 5 việc nhỏ mỗi sáng cho bạn thêm năng lượng cả ngày. Nếu bạn tinh tấn thực hiện mỗi ngày, sau một thời gian ngắn bạn sẽ nhận thấy bản thân mình yêu đời hơn. Bạn sẽ trẻ đẹp hơn, sẽ ứng với câu tâm sinh tướng. Trừ khi bạn không muốn mình trẻ đẹp. Các bạn hãy nhớ hành thiền mỗi ngày tầm 10 phút trước khi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.